Temperature là nhiệt độ nhá. Nào thì câu hỏi lại này. What is the 2-day temperature? Ba Day? ta Now, ba how do you say trả lời that number? Con nói số đấy kiểu gì ta? How do you say that? 38. Học đếm số chưa? How many number you can count? How many number you can count? Con đếm được đến mấy rồi? How many number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 only. Oh, 100. Con đếm được đến mấy rồi? 100. 100. Do you know 1 million? Đếm được đến 1 triệu chưa? Rồi. Ok. So now the lesson today is today is the last lesson of unit 18 here. Ngày cuối cùng của unit 18 rồi nha. Ok, now practice here. Ok. Can you see the bigger screen? Con thấy màn hình to hơn chưa? Ok, now move on to okay, now listen and repeat here. Can you hear something? Okay, sorry again here. One. What will the weather be like? It is small. Có nhỏ không con? Chỉ có nhỏ không? Không. Không á? Ok. Lại nhá. Again here. 1. What will the weather be like tomorrow? Ok. Repeat it. What will be like tomorrow? What will be... what will the weather be like tomorrow? Ok. Next one. It will be hot and sunny. What we have here? It will be hot and sunny. Hot and sunny. Okay, next one. Two. What's spring like in your country? What's spring like in your country? Okay, okay. We have a special here. We have here. Can you see this? Lichen. What's spring like in your country? Okay. Can we connect it? Can you connect it? Okay. Again. What's spring like in your country? Okay. Very good. And the last one here. It's usually cold and windy. It's usually cold and windy. Okay, now, what is a spring? When you have spring? When you have spring? Khi nào thì con có mùa xuân nhỉ? January and to February. February and last one. Một tháng nữa nào. March. Very good. Okay, next one here. Okay. Now, here. Okay, sorry, some problem here. Đợi cô xíu nhé. Hơi lỗi rồi. Cái file đấy bị lỗi, đợi xíu nha.
No. When we have the summer, when we have summer. Can you see me? Yes. Some problem with my laptop here. Can you wait a second? Con đợi cô một tí được không? Nghĩa là gì? Does the weather affect your mood? Có nghĩa là gì? Nó ảnh hưởng đến tâm trạng con không? No. No? Why? I think it's a little bit affect your mood, right? When it rains, you can't go anywhere. You can't go anywhere. You can go out with your friends. So you will be sad, right? Nhưng mà trời mưa thì con không thể ra ngoài với bạn được, con sẽ buồn chứ. Right? It's affect your mood. Em chỉ có ở trong nhà, không có đi ra ngoài. Oh, you prefer to at your home? Prefer to be lúc home? Nào buổi chiều thì mới đi chơi còn ở nhà. Okay, so if the weather is, okay, so the next one, what is the favorite season in the year? It's winter. Winter, why? Tell me. Because I can wear jacket. Jacket, right? Jacket. Áo khoác đúng không? Or gì nữa? Can wear glove. Do you know the glove? The glove in your hand, okay? And the, do you know the graph? Graph like this, right? I don't know. I forgot it. Okay, now, what about the, okay. Now, anything else? Còn gì nữa không? Cô tất là cái gì? Tất là shock. Shock. Oh, do you like to wear the shocks? Con thích đi đeo tất á? Đi tất á? Okay. So, the shock and shoes. Yeah. Okay. Wear shock and shoes. Okay. So, next one. What do you do in the winter? Winter? Sleep. Sleep only? So boring. Boring. Chán quá. Sleep and go to school. Go to school only? Only chỉ thế thôi á? Chỉ thế thôi á? Anything else? Do you want to go out and do something? Yes. Do you want to ask your mom to buy you a new jacket? No. No? Okay, now, what do you like to do when it's hot? Trời nóng thì con thích làm gì? Like swimming. Swimming. How often do you go to swimming? Go swimming? How often? Once a week? Once a month? Every morning? Every afternoon? 3 days a week. 3 days a week. A lot. Okay. So, next one. Anything else? Gì nữa không nhỉ? Hết chưa? Only swimming? Do you know the summer? When is the summer?
It's a time you have a long vacation, right? You have 3 months vacation, 3 months holiday, and you can do everything you like, right? Yes. Đi cô đi lên thăm thăm bác. Visit your uncle. Visit your. My uncle. Aunt. Uncle là chú. Chú hoặc bác trai nhá. Còn aunt là cô và bác gái. Được, okay. So can you tell me again? What do you do in when in the winter? Go to visit my aunt and my uncle. Uncle. Okay, very good. And what do you do there? Con thường làm gì ở đấy? What do you do there? Một quán trò chơi. Chơi đâu? Where? Where? Can you tell me some famous place there you want to do you want me to go? You recommend me to go when I come to your place. Có chỗ nào mà con thể giới thiệu cô đến đấy được không? Khi mà cô đến chỗ con á. Where? Ham City. Okay. Next one. Which month have the best weather in your country? Which month? You like winter, right? So which month have the best weather in your country? Cô đọc tháng 1 là gì? Gì cơ? What? Đầu tháng 1. Đầu tháng 1 á? January? Cuối like... tháng 12. Đầu tháng 1. This means the... Can you see this? This is the beginning here. Cái này là gì nhỉ? Đầu đúng không? Đầu, thế cuối sẽ là gì? The ending. At the ending. Ending. Ending of. Ending of. Jan. December. And beginning of. Beginning of January. Okay, very good. So this one is well done. Này, xong rồi nhá. Next one here. Okay. So this one is your homework. Is it alright? Or you want to do this now, right now? Because I think it's easy. So can you do it right now? Okay. Okay. You live in. I live in. Xã. Xã gì? Con có thể nói tên phố luôn được. Tên đường, tên quận. Cái thôn là gì? Thôn. Trời. Nào, thế quận gì nào? Thành phố gì nào? Không sống ở thành phố, sống ở nông thôn. Đến từ nông thôn gì? Xã Phú Sơn. Phú Sơn. Okay. Come move here. Okay. Con thể dùng tỉnh cũng được mà. Tỉnh gì? Ninh Bình. Ok, Ninh Bình. Province. Ok, now. Can you continue here? Tiếp tục nào. I live in Four seasons. And then this is my place. There are
spring, summer, autumn, and winter. My favorite season is winter. Winter here. And last one is really cold and wet or dry, wet or dry, wet or dry. Lạnh ấy, ẩm ướt hay là khô ráo? Mùa đông á. Remember. And dry. Remember. Nhớ nhá. Only in the winter in Vietnam, we have cold and dry weather. Ok, nhớ nhá. Mùa đông ở Việt Nam như nào nhá. Ok, this one. There is or there are. Windy and có thể nói là gì? Nó không có tuyết. There is not snow. Nào, snow là tuyết. Tuyết rơi, con còn nhớ từ mà tuyết rơi mà cô cho. Remember? Yes. Yes, what is it? It's snowfall. Snowfall, very good. Or snowflake. Snowflake. Okay, remember this. Is it easy? There. Yes. Okay. Chỗ con hơi ồn nha, hơi ồn xíu nha. A little bit noisy. Hey, no, no, no. Okay. Come back here. Okay, listen to this. Hello, Nashville. I'm your local weatherman, Cotton Court. I'm not an actual meteorologist, but I do know my short words. Can you hear? Yeah. Okay, so yes. Today's weather report is brought to you by the letter C. And also Pokemon cards! Pokemon, gotta catch 'em all! Let's take a look at today's weather in Nashville using our new weather simulator. All I have to do is click this button. Cái vừa rồi là gì nhỉ? What is it here? What is it? Bão. Bão. How can you call it in? No. But he used another word. Anh ấy dùng từ khác đúng không? No storm here. Do you want to hear again? Yes. Okay. Another word. I mean. Hurricane. Hurricane. Tôi đang trong một cơn bão. Hurricane. Okay, sorry here. Hurricane here. Okay. Next one. Nghe tiếp nha. Yes. Okay. So cold. Oh, what we have here? Anh bảo gì nhỉ? So. So cold. So cold. Very good. Is there something behind me? What is it here? Can you hear? Is it? It's for them. No. Is it something behind me?
Can you hear this? Yes. Các bạn nói được không? Is there something behind it? Do you want to hear again? No. No? Okay, next one. Oh, this is more like it. It's cloudy today in Nashville with a slight chance of rain. The high of today will be 51 degrees, with a low of 33 degrees this evening. Mm. Bao nhiêu độ đây nhỉ? How much here? 51. Can you hear? Can you hear he read it? How he read it? This one. You want to hear again? Yes. Okay. And notice how he read it. But warmer weather is on the way. Okay, so sorry, what's wrong here? Oh, can you hear? Yesterday was the first. It's this evening, but warm today will be 51 degrees, with a low of 33 degrees this evening. Mm, can you hear? What is this here? This is degree. Cô cho chơi trò chơi mãi rồi mà nhỉ? Degree. Remember? Degree. 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 Ok, nhiệt độ nhá. 51 độ. Degrees this evening, but warmer weather is on the way. Yesterday was the first day of spring. You know. No, yesterday is the first day of spring. Ngày đầu tiên của mùa xuân á. What that means? Spring break! This has been your Wavery Belmont Weather Report. I'm Karen Gortz. Okay, this is like a weather report of the kid. Đây là một cái bản dự báo thời tiết của một cậu bé nhé. Okay, so remember this word. Nhớ những từ này nhé. Yes. Okay, so well done here. And do you want to say something here? Yeah. Okay. Do you want to play something? Okay. Yes. Before we finish the class. Okay, here I will find this. And I will send you this game. You can do in your free time. Con thể chơi lúc con rảnh rỗi nhá. Yes. Okay, here. What is this here? I'm fighting it. Oh, wait a second. Here. Okay. A small game here. Can you see? Quizzy. Starter game here. Oh, sorry. I'm gonna use a control here. No, can you use my mouse to choose this?
Yes. Okay, above control here. Okay, this game is only for you to remember the words. Okay, not a distraction. Attraction. Không phải là để gây nghiện đâu nhá. Only for you to remember the words. Để con nhớ từ thôi nhá. Okay, so this is done for the lesson today. Okay. I will give you a progress test. Cô sẽ gửi cho con một bài test thử nhá. Unit 18, you already learned it. Cho unit yes. Này nhá. Okay. Then you have a long time to do it from today to next Thursday, right? Con có thời gian rất dài nhá. Can you do it? Yes. Can or cannot? Okay, yes, very good. Okay, so how do you say to me when the class finish? Goodbye. Goodbye, okay. Can you ask your mom whether she wants to talk to me or not? Oh, yeah. Can you tell your mom whether she wants to talk to me or not? Your mother? Nhưng mà cái nghĩa này. Nghĩa gì? Con không hiểu từ nào. Can you ask your mom whether là có không á? Mẹ con có muốn nói chuyện với cô không á? Can you ask your mom whether she wants to talk to me or not? Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi, cô nào không bảo cô nói chuyện với con không? Yes. Chào em nha. Chị thấy dạo này con như thế nào?
con chị có thế nào? Nhìn thấy cô giáo cũng bảo là cũng tiến bộ, nhưng mà hình như nói vẫn phản ứng chậm quá nhỉ? Hơi chậm đấy chị ạ. Với cả em dạo này em thấy dạo này hơi ít nói chuyện với em. Chắc chán rồi. Đúng rồi, lười lười quá. Bây giờ thì dỗi mà lại không. Đấy, toàn bảo là đang chơi game. Thích chơi game đấy. Toàn rủ em chơi game mà em có rảnh đâu. Cô giáo nói chuyện là để cho học cái lại bảo đang lại thấy thích chơi game. Đúng rồi. Có xem à. Dỗi thì lại chơi game. Tức là mẹ cũng đang cho chơi mấy buổi để có chơi thôi, bây giờ thi xong rồi cho chơi đến thứ hai thì bắt đầu học thì cô giáo bây giờ hè, tức là cháu học ở trường là không có nữa,